Môi gì là Phật. Thảo xin kính chào tất cả quý vị trên toàn cầu. Hôm nay là ngày 12 ở tại Mỹ, tại tiểu bang Texas, Houston. 14 hả? 14. Xin gửi cho quý vị một cái bài thơ nha. Đàn kia cõi chân thế sẽ tan.
bao danh. Hai con nghiệp chướng xây bằng an thân đó mạng diêm vào thủy dân. Trong rừng rũ nổi sình, nổi trôi như thể lục bình, xem mà khiếp sợ hải hùng bơ dân. Đường tu học độc mà không niệm, chỉ qua lo đại khai cho qua, mấy ai suy nghĩ cho ra nơi nào chân lý, nơi nào hành theo. Xem ngoài mặt chạy theo lũ giặc, chẳng dụng tâm phân rõ chanh tà. Trong tâm mà đầy rác bao la, không lo tu sửa, chỉ lo cho mình. Miệng nói bỏ tâm thì ôm chặt, chỉ dối lừa các bậc thanh nhân. Biết bao tội ác vô ngần, trời thì không thư, Phật thì chẳng tha. Vì bao
không chờ con đâu. Dù con có không có rầu, hãy mau quay đầu mới hỡi con ơi. Thầy bốn ba kêu la khắp chốn, khắp năm châu kêu gọi toàn cầu. Hết bên tàu gọi sang nước Mỹ, ở nơi nơi thầy phải tới đây. Hết bay tới gọi lại bay lui, ngóng nhìn con trẻ ngậm ngùi. Không tin, không hiểu, không hành, không nghe. Ôi thương tiếc đời người ngăn ngồi, sao không tu cho kịp thời gian. Giờ đây đã hết còn thế gian lửa cháy ngập đầu con ơi. Bao súng đạn nó tung băng tè, cả xóm làng ma quỷ khắp nơi. Gá vào làm điều ác tâm, nơi chùa chiền không chân chánh, xuôi dục người cũng để hưởng thân. Khởi bao sắc dục loạn tâm, không tuân giới lực những điều Phật răn. Làm cho Phật pháp suy dần, do tăng không chuẩn sao rằng dạy dân. Phải lo tu nỗi gọt cha già, chúng sanh nghiệp khổ bao la, cần vào Phật pháp để mà thoát thân. Xem chánh pháp suy dần như bởi do đâu tu chẳng dùng tâm. Tu tâm tu tương đâu hình, mà nhìn rồi bỏ trong cành với nhau. Phật pháp thân hình không tương, nhìn tượng kia cứ tượng Phật ra. Phật là ở tại nơi ta, không tu là quỷ, tu là Phật. Tâm gian ác chứa nhiều
chúng tư của quỷ ma địa ngục trong mình. Mai đây chúng sẽ nướng mình ăn luôn thịt xong con mình sanh ra. Vào đây lo cho nó đẹp mỗi ngày, lo cho nhà cửa cao tầng mênh mông. Người giàu có không lo bố thí, bọn xem tham chỉ nghĩ cho mình. Chết rồi đem hết được không, hay về cát bụi thối ẩn rồi bu. Ngày sắp tới thịt lai máu chảy, nhòm thành sông kinh tôm đất trời. Ôi thôi quang hồng khắp nơi, do nhân nghiệp ác tới bời gây ra. Lúc sống tiền chẳng thời gian quan lại trong tâm, xem mình tàn ác hung hăng, thấy người nghèo khổ xem thường chê bai. Lại cứ tưởng mình tài mình giỏi, không tinh thần quên Phật thành nhân. Xem đi tề thiên tài giỏi thần thông, còn không ra khỏi bàn tay Phật Đà. Mình là kẻ phàm phu chạy làm sao ra khỏi luật trời, chỉ cần lật cả bàn tay thế gian biển mật đừng hồng chi con. Phật từ bi cho chúng sanh như thề cha già, sớm chiều lo dạy thiết tha khắp trong tam giới chẳng chi đây. Coi ông chân bảo bay trời bao phủ khắp nơi, thiên la địa vọng sẵn chờ, chỉ cần ra lệnh tới đời con ơi.
rồi với cả địa cầu. Kêu tu con hẹn ngày mai, cửa tử thần không chờ không đợi. Bất kỳ ai kể cả là vua, con đừng hẹn lần hẹn lừa con ơi. Tử thần gõ cửa con liền đi theo, dù một phút cũng không đợi chờ. Huống chi là đợi ngày mai, vô minh suy nghĩ đã sai hết rồi. Không tin sống chết có ai được tồn tại, muốn giải thoát không sanh không diệt thì phải mau tu triệt đường tham. Uống ai tâm khí hung tàn, bỏ đi ích kỷ tham sân hại người. Xong phải biết từ bi giúp đời, cho tha nhân không nghĩ cho mình. Phải tin có quả có nhân, không tin là kẻ vô thần triệt tiêu. Nói rất nhiều phải hành phải giữ, đừng chỉ nghe rồi bỏ qua tay. Vì đây không phải lời sai, bỏ đi mất con đường Phật gia. Ta chỉ nói thiết tha khuyên bảo, đừng xem thường rồi bỏ cho qua. Nạn tai ập tới ta đây không màng, đường tử sanh rất là ngắn ngủi. Gan mà tu đừng có tranh giành, càng tham càng chết càng nhanh. Phải lo sự sống chúng sanh muôn loài, dù một chút cũng là sự sống của chúng sanh chuột bỏ con chung. Nuốt bao thịt ca chúng sanh, tới đây chúng sẽ nuốt dần lại thôi. Hãy thính thấy người đời bên cạnh,
chạy. Gặp nạn tai mau chành lo tu, đừng như có mắt như mù, ung dung ham thịt vui chơi trả thù. Phải biết lấy điều lành cống quả, bù đắp cho tội ác đã quay. Biết bao số kiếp trong này, người nào biết ngộ chính là chân tu. Nói nhiều phải thực hiện ngay, đừng bỏ cơ hội kịp đây làm người. Thầy về đi khắp Tàu Tây, cụ dân đổ thề vì đời mạc vong. Con mau tìm lấy đạo trang, có tên kêu rồi gồng tiếng. Mẫu đơn quản thật nuôi thành các con.